Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 3 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là Radio Tâm Ca, và cuối cùng là lá thư Vatican. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Anh Huy theo dõi tin tức. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây: giáo triều làm linh thao năm trong mùa chay; các giám mục Philippines lên tiếng phản đối dự án nhân tạo chống sự phát triển bao gồm; lực lượng đặc nhiệm Task Force chống lạm dụng tính dục trong giáo hội được thành lập; hội đồng giám mục Canada phản đối dự luật trợ tử. Vatican. Theo truyền thống hàng năm, các nhân viên của giáo triều Vatican sẽ cùng nhau bước vào kỳ linh thao năm từ chiều ngày 1 đến ngày 6 tháng 3. Năm nay, cha Pietro Povati, dòng tên, thư ký của Ủy ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, sẽ cho điểm gợi ý cầu nguyện. Chủ đề của kỳ linh thao này là bụi cây cháy bừng, được trích từ sách Xuất Hành chương 3 câu 2 về việc ông Môsê đang chăn cừu trên núi Horeb nhìn thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây lại không bị thiêu rụi. Cha Pietro cho biết chủ đề của khóa linh thao liên quan đến kinh nghiệm của Môsê với Thiên Chúa, lời Chúa soi sáng cuộc đời của con người và nói với họ con đường sự sống. Các bài linh thao, về cơ bản, là một sự trợ giúp cho cuộc gặp gỡ cá nhân này của linh hồn với Thiên Chúa. Nhiệm vụ của người hướng dẫn là khuyến khích cuộc gặp gỡ này của mỗi người với Thiên Chúa, để họ lắng nghe lời Chúa theo cách riêng của mỗi người. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban những chỉ dẫn cho riêng mỗi người, đồng thời Ngài cũng ban những an ủi. Kỳ tĩnh tâm trong mùa chay là chương trình hàng năm của giáo triều, trong đó tất cả các hồng y và nhân viên của giáo triều đều tham gia. Vì thế, trong tuần tĩnh tâm, các hoạt động của giáo triều sẽ tạm ngưng. Philippines. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 26 tháng 2, các giám mục Philippines đã ủng hộ lời kêu gọi ngăn chặn dự án xây dựng một con đập ở tỉnh Quezon, phía nam Manila. Nguyên nhân, dự án chống lại sự phát triển bao gồm: đây là một dự án giá trị 226 triệu đô la do Trung Quốc tài trợ. Theo các giám mục, dự án này sẽ phá hủy sự đa dạng sinh học của dãy núi nơi bộ lạc Dumagat Remontados đang sinh sống. Đức cha Romulo Valles, giám mục Davao, chủ tịch hội đồng giám mục khẳng định giáo hội không phải phản đối sự phát triển. Với điều kiện không hy sinh, lợi ích chung với danh nghĩa phát triển, đức cha nhấn mạnh rằng dự án của chính phủ với lý do cung cấp nước cho thành phố Manila là chống lại sự phát triển bao gồm. Do đó, các giám mục kêu gọi các cơ quan liên quan của chính phủ và những người ủng hộ dự án đập Caliwa hãy ngừng thực hiện dự án này. Các giám mục viết, vì công ích, chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị nên xem xét cẩn thận dự án đang thực hiện và tìm những lựa chọn khác thay thế, một lựa chọn phải quan tâm đến sinh thái học bền vững. Công trình trị giá 226 triệu đô la ở tỉnh Quezon đang trong giai đoạn thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. Khi hoàn thành, nó sẽ đáp ứng 96% nhu cầu nước cho Manila. Tuy nhiên, dự án đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giáo hội và các nhóm môi trường. Năm 2018, các giám mục và linh mục Công giáo đã bày tỏ sự ủng hộ trong một lá thư mục vụ do giám mục Infanta ký với tựa đề Nói không với đập Caliwa, nói có với các nguồn nước thay thế khác. Thực tế, ngoài nỗi e ngại con đập sẽ làm ngập lụt khoảng 300 ha đất rừng, dư luận còn cho rằng dự án được tài trợ bởi các khoản vay của Trung Quốc có thể cho thấy một bẫy nợ trong tương lai. Vatican. Đức Thánh Cha đã thành lập một nhóm làm việc hỗ trợ các hội đồng giám mục, các dòng tu trong việc chuẩn bị và cập nhật các hướng dẫn về bảo vệ trẻ vị thành niên. Các chi tiết của sáng kiến được công bố vào sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 2 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Tại cuộc họp báo có sự hiện diện của Đức Cha Juan Ignacio Arias Taoqua, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, Cha Lombardi, Chủ tịch Hội đồng Điều hành của Quỹ Biển Đức 16, Joseph Ratzinger ở Vatican. Cha Lombardi là người đã điều hành cuộc họp về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội, được tổ chức từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019. Nhóm làm việc này sẽ hỗ trợ các giám mục địa phương và các dòng tu trong việc chuẩn bị và cập nhật các tài liệu hướng dẫn về bảo vệ trẻ vị thành niên.
các tài liệu này theo các hướng dẫn do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành, cũng như theo luật pháp hiện hành về lạm dụng và đặc biệt là theo tự sắc Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, được ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2019 về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các hướng dẫn này vẫn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các hội đồng giám mục và các dòng tu. Ba mục tiêu cơ bản của lực lượng đặc nhiệm là 1. Giúp lắng nghe các nạn nhân, 2. Thúc đẩy huấn luyện nhằm ngăn chặn lạm dụng, và 3. Đưa ra các câu trả lời trong trường hợp tố cáo, xác định vai trò của giám mục và bề trên dòng tu. Nhóm làm việc sẽ hoạt động trong 2 năm, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Nhóm gồm có một điều phối viên và một số chuyên gia giáo luật có quốc tịch khác nhau. Mỗi quý, điều phối viên sẽ báo cáo các hoạt động đã thực hiện cho phân bộ Tổng vụ Phủ Quốc Vụ Khanh. Các hoạt động của nhóm cũng sẽ được một quỹ đặc biệt của các nhà hảo tâm hỗ trợ. Địa chỉ email đặc biệt taskforceamoc.org.va đã được thiết lập cho các yêu cầu hỗ trợ. Nhóm làm việc dưới sự giám sát của Đức Tổng giám mục Edgar Penapara, Phụ tá Quốc vụ Khanh cùng Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Đức Hồng y Blaise Joseph Kubit, Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, Đức cha Charles Jude Shikluna, Tổng giám mục Manta, đồng Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, và cha Hans Zoner là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa thánh Bảo vệ Trẻ Em. Canada. Hôm 28 tháng 2 năm 2020, Hội đồng Giám mục Canada tiếp tục lên tiếng bày tỏ mối lo ngại trước việc chính phủ trình nghị viện dự luật liên quan đến việc mở rộng các tiêu chí đủ điều kiện cho phép trợ tử. Dự luật mở rộng này cho phép thanh thiếu niên bị bệnh nặng và những người không có khả năng nhận thức, nhưng trước đây họ đã thể hiện ý muốn được trợ tử. Theo các giám mục, nếu luật mở rộng này được áp dụng sẽ đưa đến một số vấn đề lớn cho bệnh nhân. Ví dụ, có những bệnh nhân, trước đó họ đồng ý trợ tử, nhưng sau đó vì một lý do nào đó, họ thay đổi ý kiến. Nhưng tại thời điểm thay đổi này, khả năng giao tiếp của họ bị giới hạn. Việc này dẫn đến nguy cơ là việc giải thích những quyết định của bác sĩ và luật sư trở nên nguy hiểm. Đứng trước vấn đề này, các giám mục Canada đã mời gọi mọi người cùng lên tiếng, phản đối dự luật mới và kêu gọi các thành viên của nghị viện nhìn nhận hồng ân sự sống là một quyền không thể thay thế và người khác không có quyền tước mất. Trong tháng trước, Hội đồng Giám mục Canada đã trực tiếp gửi thư cho Thủ tướng Justin Trudeau khi chính phủ cho thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến về việc mở rộng các tiêu chí đủ điều kiện thực hiện cái chết im dịu và trợ tử. Trong thư, các giám mục nhấn mạnh rằng trực tiếp giết một người hoặc tham gia trợ tử là những hành động không bao giờ có thể được biện minh. Các giám mục khuyến khích chính phủ thực hiện một suy tư sâu rộng, vô tư và kéo dài hơn về vấn đề này với mục đích đảm bảo tất cả các yếu tố liên quan như xã hội, y tế và đạo đức được xem xét cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Ngoài ra, các giám mục còn đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ liên quan đến việc chăm sóc giảm nhẹ mà bệnh nhân có thể được nhận. Các giám mục cho rằng điều này thể hiện cách đối xử nhân đạo trong việc nhìn nhận sự sống có một giá trị khách quan vượt ra ngoài sự lựa chọn tự do của con người. Jerusalem. Sau khi có tin 18 người trong đoàn khách hành hương viếng thăm thánh địa từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 2 bị nhiễm virus corona, phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết các giới chức quan tâm đến sự ảnh hưởng của virus này đến với việc hành hương mùa chay và phục sinh sắp đến. Israel đã cấm các chuyến bay đến từ Nam Hàn và Nhật Bản và nói rằng nước này sẽ sắp xếp một chuyến bay đặc biệt cho khoảng 1.000 người Hàn Quốc hiện đang ở Israel và chờ trở về nhà. Theo phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Wadi Abu Nasser, quyết định của Israel cho phép và không cho phép ai nhập cảnh là một thử thách lớn đối với nhiều khách hành hương. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi hiểu lý do. Chúng tôi lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến những người hành hương đang có ý định đến thăm thánh địa lúc này hoặc trong tương lai gần và chắc chắn là trong mùa phục sinh sắp tới. Giáo hội khuyên mọi người theo các chỉ dẫn của Bộ Y tế và thận trọng nhưng đừng loan truyền tin đồn. Ông Abu Nasser nói, đó là một thách thức lớn và chúng tôi cầu nguyện để chúng tôi sẽ sớm vượt qua nó với số thương vong tối thiểu có thể. Theo điều tra của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin, không có nhân viên nào của giáo hội có liên lạc với các khách hành hương Hàn Quốc bị nhiễm virus corona. Các nhà thờ tại Thánh địa vẫn hoạt động bình thường. Cho đến nay, không có nhà thờ nào ở Palestine cũng như ở Israel được yêu cầu đóng cửa hay ngưng đón nhận khách hành hương.
Radio Tâm Ca, kể và hát về tình Chúa, tình người. Tegu và nỗi sợ Corona. Anh Huy, Trần Dung, chào mừng các bạn trở lại với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Các bạn thân mến, trong những ngày này, khi mà virus Corona đang lây lan khắp nơi, cướp đi sinh mạng của hàng trăm hàng ngàn người, thì ở những chiến trường vẫn có những người đang chiến đấu, giúp phòng chống và giúp đỡ mọi người. Trong số đó không thể không kể đến các sơ, những người thường hay đi sâu và đi sát với những đau khổ của phận người. Và hôm nay, có một bức thư gửi về cho Radio Vatican, một bức thư từ Daegu, trung tâm dịch tại Hàn Quốc. Đó là bức thư của sơ Thanh Mai, dòng Thánh Phaolô Thành Sạc. Bức thư như những tâm sự của sơ gửi cho một người bạn trong dòng của mình. Ừ, nghe như bức thư của chiến sĩ ở chiến trường gửi cho người ở hậu phương ấy nhỉ? Mà thực sự là chiến sĩ thật đó chứ. Các sơ thấy rất là can đảm khi dấn thân vào những môi trường thế này. Ừ. Daegu, ngày 26 tháng 2 năm 2020. Thiên Chúa là tình yêu. Mà sơ kính mến, những ngày này, dịch bệnh đang lan tràn tại thành phố Daegu, nơi em đang phục vụ. Em như ngồi trên đống lửa, lòng không yên dù thân còn an toàn. Theo như những thông tin mới nhất em nhận được, chúng em đang ở trung tâm dịch. Toàn đất nước Hàn Quốc hiện nay có 1.261 ca nhiễm bệnh. Còn thành phố em đang sống đã có tới 710 ca. Mấy ngày trước, em bắt đầu thấy mình không được khỏe. Ngày thứ hai sau khi chính quyền thành phố chính thức công bố về việc lây lan dịch bệnh, em thấy khó thở cả đêm và bị ho rất nhiều. Em đã rất sợ hãi, em sợ mình đã bị nhiễm bệnh. Em sợ rằng không chỉ có mình em mà cả cộng đoàn anh chị em di dân, những người đã sinh hoạt với em cũng sẽ bị nhiễm bệnh theo. Và có lẽ em đã trở thành mối hiểm họa đối với các chị em ở trong dòng. Đúng là đứng trước một mối đe dọa của cái chết, người ta phải đặt lại những câu hỏi, đặt lại những giá trị mà mình theo đuổi. Và chỉ trong cầu nguyện, người ta mới có thể tiến bước. Sáng hôm sau, khi cầu nguyện, em thấy mình như lo lắng nhiều quá thì phải. Có lẽ trong vùng dịch này, người ta dễ chết vì sợ hãi và lo lắng hơn là chết vì bệnh thật. Hơn 10 năm sống trên đất Hàn, bước đi cùng những cô dâu Việt Nam, bước đi cùng các anh chị em công nhân, em đã chứng kiến biết bao nhiêu trăn trở và khó khăn của những người con phải tha phương cầu thực. Nhưng đại dịch lần này thực sự là biến cố khó khăn hơn cả cho cộng đồng Việt lẫn người bản xứ nơi đây. Những người có giấy tờ hợp pháp đã đành rồi, những người bất hợp pháp còn khó khăn hơn bội phần. Đứng trước đau khổ ấy, nhiều khi em cảm thấy bất lực. Hiện tại vì an toàn của nhà dòng nên em không đi làm bên ngoài được một tuần rồi. Cả cộng đoàn có hơn 100 chị em cùng ăn uống, sinh hoạt chung với nhau. Lại có các ngoại lớn tuổi nên khả năng lây lan rất cao. Từ Chủ nhật đến nay, nhà dòng 99% nội bất xuất, ngoại bất nhập theo yêu cầu của Đức Giám Mục. Hiện nay, toàn quốc không có thánh lễ cộng đồng, chỉ có nhà dòng có thánh lễ. Trong nhà dòng vẫn phải đeo khẩu trang, ngày thứ tư lễ cho cũng không sức cho trên đầu. Nghỉ làm bên ngoài, em chỉ có thể ở nhà giúp bếp, tranh thủ cập nhật và tìm kiếm thông tin. Tiếp tục tư vấn qua điện thoại với các anh chị em, hỏi thăm và động viên khích lệ. Ngẫm lại, thấy mình an toàn bao nhiêu, em lại càng thấy thương anh chị em bên ngoài bấy nhiêu. Rất nhiều người đã về Việt Nam, nhưng hiện tại về đến Việt Nam cũng không phải an toàn. Một số người khác tạm sơ tán đến thành phố khác để tránh dịch. Động viên họ bình tĩnh, nhưng em hiểu phần nào cái cảm giác hoang mang và sợ hãi khi đứng trước cái chết. Người ta sợ mình bị bỏ rơi, bị cô lập như anh chị em ở Vũ Hán. Càng ngẫm, em càng thấy thương. Vâng, thực sự là chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được cái mức độ và cái hoàn cảnh của những bệnh nhân đang trong vùng dịch. Chúng ta đọc thông tin này nọ trên mạng thì cũng chia sẻ phần nào đó thôi, mà nhiều khi lại gặp những cái fake news nữa. Cảm ơn vì bức thư này, tâm sự của những người trong cuộc. Chúng em đang cố gắng trở nên những cầu nối để giáo hội Hàn Quốc đứng gần bên những người di dân và tị nạn. Chúng em cũng bắt đầu nhận được khẩu trang hỗ trợ, nhưng thực sự là nhiều người không dám ra đường và cũng không dám đến để nhận. Tất cả đều sống trong bầu khí sợ hãi. Bây giờ, xe công cộng không mấy ai dám đi, chợ phố cũng vắng người. Chỉ có những nơi bán khẩu trang thì người xếp hàng cả cây số, nhưng hiệu thuốc bây giờ cũng hết sạch khẩu trang luôn. Còn em, trong bốn bức tường em cảm thấy an toàn, em như cảm thấy mình có lỗi với họ. Em muốn dấn thân đến với những bệnh nhân, em cũng không muốn mình rời bỏ chiến trường. Nhưng em hiểu rằng nỗi sợ hãi và chạy trốn thì khác nhau. Sợ hãi không phải là cách cớ để trốn chạy, mà là cơ hội để đứng ở bên nhau. Làm gì trong những ngày này bây giờ, khi mà cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đe dọa?
phải tìm cách củng cố thôi. Sơ rất kiên cường. Thế là em mời gọi một nhóm lần chuỗi chung với nhau vào mỗi lúc 9:30 tối. Em cũng đang chuẩn bị đàn thánh giá để cầu nguyện đặc biệt theo ý hướng này. Nhiệm vụ của em lúc này là cầu nguyện và cầu nguyện, an ủi và nâng đỡ những người đang hoang mang. Đúng như Sơ nói, sợ hãi không phải là cái cớ để mình trốn chạy, mà là cơ hội để đứng bên nhau cầu nguyện. Trong những giờ lần chuỗi chung, em không thể cầm được nước mắt vì thấy thương những anh chị em của mình quá. Những người còn xa nhà, xa người thân, những người vẫn còn canh cánh trong lòng vì những khoản nợ ở quê nhà, những gánh gồng kinh tế và hy vọng cho bố mẹ già và đàn em thơ. Họ thật sự rất hoang mang, họ thật sự sợ hãi và cả rối bời. Em tạ ơn Chúa vì em vẫn kết nối với các anh chị em đang trong những cơn hoang mang này. Em chỉ sợ người ta kìm nén và che giấu nỗi sợ của mình. Em chia sẻ với Sơ tất cả những điều này, cả với những giọt nước mắt của em, mang theo những nỗi sợ hãi của những người mà em gặp gỡ. Em không bảo họ đừng sợ và đừng khóc, vì đâu phải nỗi sợ nào cũng xấu và đâu phải giọt nước mắt nào cũng bị coi là yếu đuối đâu. Em đang chiến đấu và Sơ à, em sẽ tiếp tục chiến đấu. Có lẽ đi tu không phải là làm những điều to lớn, vĩ đại với những từ nghe rất cao trọng như hiến dâng, hy sinh, nhưng là lòng trung thành với những điều nhỏ, với chỉ một chữ tình yêu. Mà chữ này thì lại là cực lớn. Em sẽ cùng bước đi với các anh chị em của mình. Em sẽ không phủ nhận nỗi sợ mà chúng em đang trải qua, chỉ là ước cho mình không bị lún sâu vào nó mà thôi. Xin Sơ thêm lời cầu nguyện cho chúng em và cho tất cả những người Việt đang sống tại vùng tâm dịch và cho những anh chị em di dân tại các nước khác nữa. Vâng em cũng hướng về Việt Nam, về vùng đất, quê hương mà nhiều khi sự thật về dịch bệnh còn chưa được công bố minh bạch. Em cầu nguyện thật nhiều cho các bệnh nhân, cho những người đang chiến đấu trong vùng dịch vì sự an nguy của tất cả. Xin Chúa chúc lành cho Sơ. Thanh Mai. Chúng ta vừa được nghe một bài hát mới sáng tác của nhạc sĩ Quang Phúc với một cái tên rất là thời sự, COVID-19. Xin cảm ơn nhạc sĩ và các ca sĩ đã thể hiện bài hát này. Chương trình cũng cảm ơn Sơ Thanh Mai đã gửi những chia sẻ tâm tình, những chiến đấu trong chính tâm hồn của Sơ trong những ngày này. Nghe xong bức thư của Sơ thấy lên tinh thần đúng không? Lên chứ, tại vì có một cái chứng nhân trong vùng dịch ha. Tinh thần của những người bạn cùng đứng bên cạnh người nghèo thật là đẹp. Đó chính là nét đẹp của đời tu. Phải rồi. Mà đặc biệt là những người dấn thân phục vụ trong cánh đồng sứ vụ nữa hơn. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Thoáng nhìn lại các sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco. Quý thính giả thân mến, từ khi được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến nay,
Đức Thánh Cha Francisco đã công bố 7 sứ điệp mùa chay để hướng dẫn các tín hữu đặc biệt sống mùa chay thánh với những điểm nhấn khác nhau, nhất là hoán cải và thực thi bác ái. Những sứ điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco thường dài hơn so với các sứ điệp gần đây. Ví dụ, sứ điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha năm 2014 dài gần 10.000 từ, trong khi sứ điệp mùa chay năm nay 2020 chỉ còn 6.700 từ. Trong sứ điệp mùa chay đầu tiên ấy với tựa đề Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể trong mùa chay, giúp thoa dịu tình trạng lầm than của bao nhiêu anh chị em nghèo khổ. Ngài nhận xét rằng Thiên Chúa đã chọn con đường nghèo hèn, con đường thập giá và đau khổ để giải thoát nhân loại. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Đức Thánh Cha phân biệt ba thứ lầm than vật chất, luân lý và tinh thần. Ngài nhấn mạnh nhiều nhất đến lầm than luân lý. Nó hệ tại trở nên nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi, rượu chè, ma túy, cờ bạc và dâm ô. Bao nhiêu người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai và mất hy vọng. Và bao nhiêu người bị bó buộc sống trong lầm than luân lý do những điều kiện xã hội bất công, thiếu công ăn việc làm, khiến họ không còn phẩm giá, mang cơm bánh về nhà, thiếu bình đẳng trong các quyền giáo dục và sức khỏe. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tin mừng là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần. Trong sứ điệp mùa chay năm sau đó, 2015, với chủ đề là một câu trích từ thư Thánh Jacobe, anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần giáo hội vượt thắng hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng đối với những người nghèo khổ. Sau khi nhắc lại sự kiện, Thiên Chúa không dửng dưng đối với chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự dửng dưng ngày nay có chiều kích hoàn vũ và giúp các tín hữu khắc phục tệ nạn này. Ngài mời gọi toàn thể giáo hội ý thức rằng nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể khác cũng đau. Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng sự dửng dưng trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Để được vậy thì các tín hữu cần ý thức mình là chi thể của một thân mình. Một chi thể đau thì toàn thể thân mình cũng chịu đau. Trong sứ điệp mùa chay năm 2016 cũng là năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như về tinh thần. Ngài phê bình những người không muốn nhìn nhận mình là kẻ lầm than cần lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha viết, đứng trước tình yêu mạnh mẽ như cái chết của Chúa, người nghèo hèn lầm than nhất chính là người không chấp nhận thực trạng của mình. Họ tưởng mình là người giàu có, nhưng trong thực tế họ là người nghèo nhất trong những người nghèo. Thực trạng họ như vậy vì họ làm nô lệ cho tội lỗi, tội thúc đẩy họ sử dụng giàu sang và quyền lực. Không phải để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, nhưng để bóp nghẹt nơi họ ý thức sâu đậm, theo đó họ không là gì khác hơn là một người hành khất nghèo. Hễ họ càng có quyền bính và giàu sang, thì họ càng trở nên mù quáng gian dối. Họ đi đến độ không muốn nhìn thấy người nghèo Lazaro ngồi ăn xin nơi cổng nhà của họ. Trong sứ điệp mùa chay năm 2017 với chủ đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Ngài đặc biệt quảng diễn dụ ngôn phúc âm về người phú hộ hằng ngày yến tiệc linh đình trong khi một người nghèo khổ là ông Lazaro ngồi trước cổng nhà ông ta không có gì để ăn. Ngài đặc biệt tố giác thái độ dửng dưng của người phú hộ và cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tín hữu trong hành trình mùa chay thực hiện một con đường hoán cải đích thực để tái khám phá hồng ân lời Chúa, để thanh tẩy khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta mù quáng hầu phụng sự Chúa Kitô nơi các anh chị em túng thiếu. Sang đến mùa chay năm 2018 với chủ đề là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người trở nên nguội lạnh. Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng để các tiên tri giả mê hoặc,
Đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh và hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay. Đức Thánh Cha giải thích rằng những tiên tri giả lợi dụng cảm xúc của con người để biến họ thành nô lệ. Ngài cổ võ các tín hữu trong mùa chay hãy dùng phương dực ngọt ngào là kinh nguyện làm phúc bố thí và chay tịnh. Kinh nguyện giúp tâm hồn chúng ta khám phá những gian dối bí mật chúng ta thường dùng để đánh lừa chính mình, để chúng ta đi tìm kiếm sự an ủi trong Thiên Chúa là Cha và là Đấng muốn cho chúng ta được sống. Việc thực hành làm phúc bố thí khi giải thoát chúng ta khỏi sự ham hố và giúp khám phá tha nhân là anh chị em chúng ta. Sau cùng, việc chay tịnh giải tỏa bạo lực của chúng ta và là cơ hội quan trọng để tăng trưởng. Trong sứ điệp mùa chay năm ngoái 2019 với chủ đề là Muôn loài thụ tạo nóng lòng chờ đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của các con cái người, thư gửi tín hữu Roma đoạn 8 câu 19, Đức Thánh Cha cảnh giác trước sức mạnh tàn phá của tội lỗi khi chúng ta không sống như con cái Thiên Chúa, chạy theo các đam mê, thì chúng ta gây hại cho tha nhân và cả thiên nhiên nữa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu ăn chay, nghĩa là học cách thay đổi cuộc sống của chúng ta đối với thiên nhiên và con người, từ bỏ lòng tham lam vơ vét khai thác để được giải thoát khỏi nô lệ sự hư hỏng, để bước vào tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Và sau cùng, trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa để hoán cải, cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, dấn thân trong đời sống cầu nguyện, đồng thời cảm thương những vết thương của Chúa Kitô nơi bao nhiêu nạn nhân vô tội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.